Hạ Tú Công Tôn, lại đứng sau lưng ngươi vậy? Đây là huynh đệ của ta từ lúc còn nhỏ, Bình Dương Quyền Lệnh Lưu Bị, tới đây đã thảo phạt Đổng Trác. Không lẽ chính là Lưu Quyền Đức đã phá giặc Khăn Vàng? Đúng như vậy. Đã nghe danh từ lâu, Lưu Quyền Lệnh này là hậu nhân của dòng dõi vua chúa, con của Hiếu Cận Đế. Dòng dõi Hán Thất Tông Thần. Mang rượu. Chúng tôi kính trọng ngươi là bởi vì ngươi là dòng dõi Hán Thất. Mời Tần Minh Chủ thí tọa. Báo! Báo! Báo cáo Minh Chủ, Quách Hùng đã được Thiết Kỵ tới cửa thành, đã cho mang thi hài của tướng quân tới khiêu chiến ở quan ngoại. Ai dám khiêu chiến? Tiểu tướng xin đi. Được. Báo! Báo! Minh chủ, vị tướng đó chỉ đấu được 3 hiệp là bị Quách Hùng giết chết rồi. Cái gì? Tại hạ của tướng Tham Phong nguyện đi thảo phạt Quách Hùng. Được, sai tầm tướng quân xuất trận. Mạc tướng tuân lệnh. Đưa binh khí tới đây. Báo cáo Minh Chúa, Thành tướng quân cũng đã bị Quách Hùng chém rồi. Còn tướng tài của ta là Nguyên Liên Giang vẫn chưa tới. Ở chỗ này ai có thể dạy được Quách Hùng hả? Tiểu tướng nguyện đi lấy đầu của Quách Hùng, giải về trận này. Ngươi lại. Đó chính là huynh đệ của Lưu Quyền Đức, Quang Vũ, Quang Văn Trường. Đang giữ chức gì? Cùng với Lưu Quyền Đức là một mã quan. Dám chỉ với trướng ta không có nhân tài. Một tên quan nhỏ nhòi lại dám nói bậy chỗ này. Người đâu? Mau dùng loạn côn đánh đuổi ra ngoài. Hả? Xin bớt giận. Nếu người này dám mở lời, tức là có bản lãnh. Cứ để cho hắn ra tay. Nếu bị thất bại, cũng không lấy làm nhục. Nếu như thất bại sẽ bị Quách Hùng chê cười đó. Người này khí thế bất phàm, Quách Hùng sẽ không biết là một kẻ vô danh đâu. Nếu như thất bại cứ chém đầu của tôi. Được lắm, mang rượu tới đây. Dân Trường, hãy uống chén rượu này để thêm can đảm. Xin hãy để đó, giết giặc xong uống sau. Ah!
Rượu này hãy còn ấm. Mời. Đã quá đã quá. Vị ca đã giết được Quách Hùng rồi, vậy chúng ta hãy bàn chỗ trại và Lạc Dương để chém đầu Đổng Trác đi. Còn chần chờ cái gì nữa? Đi. Đứng lại. Kẻ nào dám dương quay rượu võ đây thì là quá hỗn láo, không có ra thể thống gì. Bay đâu? Đuổi ra ngoài, đuổi hết cho ta. Nè, nếu đã có công còn phân biệt làm gì nữa? Nếu các người chỉ cần biết trung thành với Lưu Huyện Lệnh thì ta đi cáo từ. Đi. Ê, này nè, đừng có làm hư đại sự. Hắn là cái thái gì chứ?